Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Lý do xe tăng Abrams của Mỹ không phát huy hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Uy tín của xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp ngày càng bị suy giảm khi bộc lộ những điểm yếu và sai sót trên chiến trường Ukraine. Việc triển khai các xe tăng Abrams này, đặc biệt là mẫu M1A1, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của quân đội Ukraine trong cuộc đối đầu với các lực lượng Nga. Nhưng thực tế, chiến trường đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của chúng. Theo thông tin từ báo tin tức, vào tháng 1 năm 2023, Mỹ đã đồng ý gửi 31 xe tăng Abrams tới Ukraine. Những chiếc xe tăng này, mỗi chiếc trị giá khoảng 10 triệu USD, rất cần thiết để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Đến tháng 10 năm 2023, tất cả 31 xe tăng trên đã đến Ukraine, làm dấy lên hy vọng về lợi thế chiến lược cho Kiev trên chiến tuyến luôn thay đổi. Tuy nhiên, những chiếc xe tăng này gặp phải thách thức đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là từ thiết bị bay không người lái của Nga. Ít nhất, 5 xe tăng Abrams đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất kênh CNN của Mỹ, các kíp xe tăng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã chia sẻ mối quan ngại về hiệu quả của xe tăng Abrams. Họ nói rằng lớp giáp của xe tăng Mỹ không đủ chắc chắn trước các loại vũ khí hiện đại. Lớp giáp của xe tăng không đảm bảo vào thời điểm này, nó không bảo vệ mọi người trong xe. Thực sự thì ngày nay, đây là cuộc chiến của thiết bị bay không người lái, một thành viên tổ lái xe Ukraine cho biết. Một thành viên khác chỉ ra rằng xe tăng Abrams là mục tiêu số 1 trên chiến trường và không có lực lượng yểm trợ, xe tăng không thể sống sót trên chiến trường. Những nhận định này nhấn mạnh điểm yếu của xe tăng Abrams và nguy cơ cao đối với những người lính vận hành. Mặc dù các thông tin trước đó chỉ ra rằng Ukraine đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến, nhưng các quan chức từ Lữ đoàn Cơ giới 47, đơn vị nhận xe tăng từ Mỹ khẳng định rằng tất cả xe tăng Abrams đều đóng quân gần mặt trận phía đông. Các vấn đề kỹ thuật càng làm tăng thêm thách thức cho xe tăng. Trong một lần đưa tin của phóng viên CNN, một chiếc xe tăng Abrams đã bất động do trục trặc động cơ dù mới được vận chuyển từ Ba Lan sang. Các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng cũng báo cáo rằng mưa hoặc sương mù có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước, có khả năng làm hỏng thiết bị điện tử của xe tăng. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các vấn đề về đạn dược do nguồn cung cấp hiện tại không phù hợp với nhu cầu chiến đấu. Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Tại cuộc gặp kéo dài 3 giờ với những người đứng đầu các cơ quan truyền thông Nga và quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg ngày 5 tháng 6 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sẽ không có gì thay đổi trong quan hệ Nga-Mỹ bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Với Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết Bắc Kinh là đối tác thương mại và kinh tế chính của Moscow trong 15 năm qua. Kim ngạch thương mại song phương hiện cao hơn mong đợi, theo thống kê của Nga là 230 tỷ USD, trong khi theo thống kê của Trung Quốc là 240 tỷ USD. Ông Putin cho rằng, ở thời điểm hiện tại, tình hình không thuận lợi để tiếp tục tiến hành đối thoại về Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản. Song, ông tin Nga có thể đối thoại với Nhật Bản sau khi Tokyo xem xét lại quan điểm về vấn đề Ukraine. Liên quan vấn đề Ukraine, nhà lãnh đạo Nga khẳng định nếu nước này nhận thấy các nước phương Tây bị lôi kéo vào cuộc xung đột chống lại Nga thì đó là hành động tham gia trực tiếp và Moscow có quyền hành động đáp trả. Tổng thống Putin đồng thời bác bỏ thông tin Nga có kế hoạch tấn công tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Putin khẳng định các nước phương Tây với kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế Nga trong thời gian từ 3 đến 6 tháng đã thất bại, trong khi mục tiêu mà ông đặt ra để đưa nước này vào top 4 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đạt được. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ bắt đầu tự sản xuất mọi thứ nước này cần và đó chỉ là vấn đề thời gian. Về cuộc xung đột Israel-Palestine, Tổng thống Putin cho rằng các bên liên quan ở Trung Đông nên đóng vai trò quyết định, Nga có thể đóng góp vào nỗ lực giải quyết vấn đề này. Ông Putin cảnh báo đáp trả tương xứng các nước để Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa. Theo thông tin từ báo tin tức, trong một cuộc họp báo hiếm hoi với các hãng tin nước ngoài hôm 5 tháng 6, sau khi một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, bật đèn xanh cho Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Putin nói, chuyển vũ khí tới vùng chiến sự luôn luôn là việc làm tồi tệ. Thậm chí còn hơn thế, nếu như những quốc gia chuyển giao vũ khí không chỉ cung cấp vũ khí mà còn kiểm soát chúng, đây là bước đi rất nghiêm trọng và rất nguy hiểm.
nhà lãnh đạo Nga đặc biệt chỉ trích Đức, cho biết khi những chiếc xe tăng đầu tiên do Đức cung cấp xuất hiện trên đất Ukraine, nó đã gây ra một cú sốc về đạo đức ở Nga vì di sản của Thế chiến thứ hai. Theo ông Putin, có nhiều tên lửa do Đức cung cấp tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga thì điều này chắc chắn sẽ phá hủy quan hệ Nga-Đức và tạo ra những tổn thất không thể phục hồi. Để đáp trả, Tổng thống Putin cho biết, trước hết, Nga sẽ cải thiện hệ thống phòng không của mình để tiêu diệt tên lửa phương Tây, đồng thời úp mở khả năng Nga cung cấp vũ khí tầm xa cho các khu vực trên thế giới, từ đó sang những đòn nhạy cảm vào các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói, nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho các khu vực trên thế giới, nơi sẽ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở nhạy cảm của các nước phương Tây đó? Ông Putin cho rằng, nếu những quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine tham gia vào cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, thì Moscow có quyền hành động theo cách tương tự. Nhìn chung, nó dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhưng cũng khẳng định Moscow không dung dưỡng các tham vọng đế quốc, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về việc Nga có ý đồ tấn công các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo trang Liga Novosti, hiện nay có 10 quốc gia sẵn sàng bật đèn xanh cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Ngoài Mỹ còn có Anh, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển và Estonia. Tuy nhiên, một số nước trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Bỉ vẫn nhấn mạnh tất cả vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine chỉ được sử dụng trong lãnh thổ quốc gia Đông Âu này. Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ có sự chia rẽ nêu trên do quan điểm khác nhau về những rủi ro liên quan. Một số nước lo ngại Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến phản ứng tiềm tàng từ Moscow và gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho chính họ. Về phần mình, trong một thông điệp gửi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối một số quan điểm ủng hộ Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin cảnh báo NATO đang đùa với lửa vì đây sẽ là diễn biến có thể dẫn tới một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO, gây xung đột toàn cầu và gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Putin lên tiếng về khả năng Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ hiếm hoi với biên tập viên cấp cao của hãng thông tấn quốc tế ở Saint Petersburg. Khi được hỏi rằng điều gì sẽ gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng ta đang ở gần nguy cơ đó đến mức nào, ông Putin cho rằng phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng đó là một sai lầm, đồng thời chỉ ra rằng chính Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Nhà lãnh đạo Nga nói, bạn biết đấy, chúng tôi luôn bị buộc tội sử dụng một loại thanh kiếm hạt nhân nào đó. Nhưng tới nay, Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong Thế chiến thứ hai. Theo ông Putin, Liên bang Nga có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, thì Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp. Ông Putin nhấn mạnh, không được xem nhẹ việc này mà phải xử lý chuyên nghiệp. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã có sức công phá là 70-75 kiloton. Còn quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima, Nagasaki chỉ có sức công phá là 20 kiloton. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!